hôm nay chúng ta tập gì thế? Tập chân. Trời ơi, tự nhiên tôi thấy hôm nay không khỏe rồi. Chỉ là tập chân thôi mà. Tôi cũng có mời đến một vị khách ở dưới tầng đấy. Chân cậu đang run đấy à? Anh ấy đang run rẩy kìa. Tự nhiên tôi có việc bận đột xuất mất rồi. Chuyện là thế này, vì Andrew đã tập ở Two Legs với tôi rồi. Anh ấy đang hoang mang vì nghĩ rằng tôi sẽ hành hạ anh và anh ta. Đừng có cười. Andy không biết rằng anh ấy rất dễ cười. Tôi là một người có những trò đùa rất hay. Nhưng vấn đề ở đây, không được cười đùa dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Chúng tôi không có kịch bản cụ thể. Chỉ có thể nói với Andre rằng hôm nay sẽ tập chân. Có thể anh ấy sẽ nhìn thấy tôi đang mặc áo tank top. Hiểu sao lại mặc áo đấy tập chân được? Tôi đã đạt được giải Mr. Olympia 7 lần, nên anh ấy sẽ tập luyện theo bất kỳ bài nào mà tôi đưa ra. Vậy nên Honey cần phải giữ bình tĩnh. Nếu anh ấy không làm được, kế hoạch sẽ bị đổ bể. Tôi rất tin tưởng Honey. Henry không biết gì về chuyện chơi không đấy. Cậu ấy chỉ nghĩ chúng tôi đang tán gẫu thôi. Hey, chào bạn. Cậu ổn chứ? Không, không ổn chút nào. Rất vui được gặp lại anh. Henry, đây là Phil. Phil, đây là Henry. Cậu đã sẵn sàng cho buổi tập chân chưa? Giờ chúng ta sẽ tập các bài tập mà trước đây tôi đã dùng để huấn luyện cho 3 người đạt giải Mr. Olympia trước đây. Cậu thường tập thế nào? Mức tạ thông thường là bao nhiêu? 2 bánh tạ. Ok, hoàn hảo. Giờ chúng ta sẽ tập 5 set, 3 bánh tạ, khoảng 142kg, 20 reps. Những người trước đây cũng tập như vậy mà đúng không? Đúng vậy, chúng ta từng tập luyện như vậy mà. 2 set đầu tiên chúng ta sẽ tập ở mức tạ 225 lbs. Tập cho đến khi nào mệt, khoảng 1,5 đến 2 bánh tạ đấy. Sau đó, thêm 5 set, mỗi set là 20 reps, 3 bánh tạ. Cậu có thể ngất xỉu đấy, tôi không biết nữa. Henny, anh có cái thùng rác nào ở đây không? Còn Henry, hôm nay cậu không ăn gì nhiều chứ? À, không, hôm nay tôi chưa ăn gì nhiều. Ok, hoàn hảo. Vậy thì không cần phải lo rồi. Nếu như cậu ấy nôn ra thì chỉ là nước mà thôi. Đúng rồi, như tôi nói với anh, nếu như cậu ấy ăn nhiều rồi thì chúng tôi sẽ không tập chân. Nhưng mà hiện tại cậu ấy chẳng ăn gì nhiều cả. Cậu nghĩ có thể tập chân nổi không? À, vâng, chúng ta có thể thử mà. Được rồi, chúng tôi chỉ đùa với cậu mà thôi. Trời ơi, tôi thật sự đã tắt mồ hôi rồi đây này. Nhìn này, không thể tin là các anh đã lên kế hoạch cho chuyện này. Hey, tôi nghĩ là tôi cần phải đi nạp thêm năng lượng trước khi xuống tập. Giờ thì chúng ta sẽ tập các bài tập tay. Cơ nhị đầu, tam đầu. Bắt đầu với bài dumbbell, sẽ kể là bài curls. Nhìn cậu có vẻ tươi tỉnh hơn rồi đấy nhỉ? Vì đây là bài tập ưa thích của tôi mà. Đây là những gì mà chúng tôi sẽ tập hôm nay. Đầu tiên là khởi động bằng những bài curls đơn giản. Một bài tập cơ nhị đầu, cơ tam đầu, để làm nóng cả cánh tay, chủ yếu là cơ tam đầu. Sau đó chúng ta sẽ vào bài tập thứ nhất. Five, hold it. Other side. Good. Go. Two. Three. Four. That's it. Hold it. Other side. Good. Four. One. Two. Three. Four. Not three. One. Two. Three. Now the other side. Three. Good. Two. Now together. Five. Good. One. Two. Three. Four. Working for his arms, not working for your legs. Phil nói rằng lịch tập tay phù hợp với anh ấy là một lần trên 2 tháng. Andre cũng nói vậy. Tôi đã nói rằng tôi tập chân 2 lần trên tháng. 2 lần một tháng, có lẽ lịch tập đó có tác dụng với tay của Phil, nhưng lại vô dụng với chân của Andre. Đổi bên, để yên tay này. Bắt đầu. Tốt. Còn 2 cái nữa. Đổi tay. Tốt. 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 Giờ thì cả hai tay nào. Một rep nữa. Xuống chậm thôi. Đúng rồi. Bắt đầu nào. Tốt, cố lên. Đúng rồi đấy. Tốt.
Drive it up, drive it up. Good. Stop. Good. Stop. Good. Good. Together. Control, control. 5, 4, slow down. 3, 2, hammer now. 5, hammer. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Good. 1, 2, together. Together. 5. 1, 2, 3, 4. Good job. Control that negative. 1, 2, 3, 4, 3. Now pause the top. Pause up, hold it. Good. 2 like that. Just 2 more like that. Pause it. Good. Up. 1 more like that. Hold it. Got it. Giờ thì chúng tôi sẽ tập bài Spider Curls sử dụng thanh camber. Điều chúng ta cần lưu ý ở đây là ghế nghiêng vừa đủ, không quá cao cũng không quá thấp. Hãy canh ngay giữa ở vạch 45 độ. Điều này giúp bạn giữ tư thế vững khi tập và không cần dùng quá nhiều động lượng. Đầu tiên là cơ ở đây sẽ được bơm trước, rồi sau đó đến phần này. Vì vậy tôi phải đưa tay ra xa hơn để khi nâng tạ lên, nếu không phần này sẽ bị kẹt. Tôi hiểu rồi, anh cứ điều chỉnh như vậy đi. Tốt lắm. Đúng rồi. Cứ tiếp tục như vậy. That's it. Push. That's it. Good. 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 Two more. Pause it. 2 lần nữa. Giữ một lát ở đây. Một lần nữa. Nâng lên và giữ nó lại. Tốt lắm anh bạn. Có chuyện gì với cậu vậy? Phil, có chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại rụng rời sau khi tập bài curls? Đó là một bước tiến mới đấy. Sợi dây này đã quấn quanh chân. Cậu ấy đã gần như kiệt sức. Suýt nữa thì va đầu vào tường. Thật sự nó là rất buồn cười. Cậu nên được lên video Dream Fuckery Day. Giờ thì chúng tôi sẽ tập các bài tiếp theo. Đây là set thứ 7. Chúng tôi sẽ tập bài FSC7 với dây thừng. Nó sẽ ăn vào tay trước. Andrew có cánh tay dài, cơ tam đầu to. Nhưng chúng ta sẽ tập trung vào phần dưới cánh tay hơn. Vì vậy, tôi sẽ cho cậu ấy tập các bài với dây thừng 7 set, 30 đến 45 giây, nghỉ giữa các set. Phil và Andre sẽ thay phiên nhau tập. Rõ ràng ở đây là thế mạnh của Phil, nên anh ấy sẽ không cần phải tập luyện quá căng thẳng. Chỉ cần thực hiện các động tác, có thể hơn một chút, có thể thêm lưu lượng máu vào cơ bắp. Andre sẽ tập nhiều set hơn. Good. Good. Keep going. Squeeze. Hold it. Good. Go. Hold it. Down. Two. Hold it. Two. Up. Good job. Tôi đang cảm thấy rất mệt, nhưng mà cũng phải cố gắng đến cùng thôi. Lên nào. Đúng rồi, tốt lắm. Như các bạn thấy, anh ấy chưa bao giờ tập như vậy cả, vì chúng tôi thường không tập các bài tay trước. Anh ấy có rất nhiều bài tập phụ trợ từ việc đập lưng. Vì thế, đấy là dành cho những người độc thân như tôi. Chúng tôi vừa kết hợp một vài thứ. Giờ sẽ đi thẳng đến các bài tập push down với tạ theo phương pháp tập FSC7. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ tập 7 set, nghỉ 30 giây giữa các set và tăng tốc khi kết thúc bài tập để có thể tập trung vào phần cơ tam đầu. Giờ chúng ta sẽ trip set push down và nhanh dần khi kết thúc. Hướng dẫn cho tôi đi. Phần tăng tốc ấy.
Bắt đầu đi. Tốt. Nhớ xoay cổ tay ra ngoài. Kiểm soát cánh tay nữa. Tốt lắm. Đúng như vậy rồi đấy. Hít thở đều. Giờ thì kéo thẳng xuống và kết thúc đi. 1, 2, 3, 4. Sao anh lại giật cơ ngực như thế? Ừ, anh biết đó. Tự nói như vậy thôi. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Tốt. Xoay cổ tay nào. Giữ yên vai. Cùi chỏ. Và xoay cổ tay. Tốt. Giờ kéo thẳng 5 lần nữa đi. 4. Hold it. Giữ nó ở yên đó. Một lần như vậy nữa. Last one. Lần cuối. Cố lên nào. Giữ yên nó ở đó. Được rồi, cậu làm tốt lắm. Đúng rồi, như vậy đấy. Cậu phải xoay cơ tam đầu ra trước đấy. Xoay cổ tay ra ngoài. Gồng phần cơ này lên và giữ nguyên như vậy. Được rồi đấy. Tốt lắm. Tốt. Tốt. 3 lần nữa nào. Lần nữa. Giờ thì giữ nó ở đây. Đếm 5 giây. Xong rồi. Giờ thì kéo thẳng và nhanh lên nào. Được rồi, khi tập Skull Thruster, chúng ta nên cố gắng hơn chút nữa. Phong cách tập của tôi là cố gắng để thanh tạ xa trần nhà, tức là bạn phải đẩy nó về phía sau thay vì theo phương thẳng đứng. Bắt đầu thôi, chạm vào tay thôi này. Cậu phải đưa cùi chỏ ra sau. Việc này giúp tạo ra áp lực liên tục. Thông thường, bạn sẽ tiến bộ hơn sau một thời gian tập luyện vì khả năng chịu áp lực tăng lên. Tốt, cố lên. 4, 3, 2, 1. Anh giữ được chưa? Rồi. Đẩy nó về hướng tôi này. Như vậy đấy. Cùi chỏ đừng đưa về sau quá. Đẩy tạ về hướng tôi. Chạm vào hai bàn tay này. Tốt. Tốt. Được rồi. Giờ thì chúng ta sẽ tập reverse grip cùng với thanh camber. Kéo xuống 10 đến 15 rep và 5 pazio rep cuối bài. Tốt. Một lần nữa. Thực hiện partial rep nào. 1, 2, 3, 4. Tốt lắm. Thôi nào, đây là chuyện xảy ra khi anh thắng danh hiệu 7 lần đấy. Lên nào. Tôi đang có một khoảng thời gian khó khăn để tôi nói cho các bạn nghe. Vì sao? Làm sao có thể tập được khi có một người đứng như thế này trước mặt bạn? Cứ như anh ta đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi đấy. Khó chịu thật. Đúng rồi. Anh ấy không đếm nữa. Anh ấy lại không tập trung rồi. Không phải, tôi không cần đếm. Đừng lo, cứ tập đi. Tôi tập được bao nhiêu cái rồi nhỉ? 3, 10, 6. Tiếp nào. Mạnh lên, dùng sức vào. Mạnh như sư tử luôn. Đúng rồi, như sư tử. Tiếp tục đi. 5 partial reps. Đưa lên cao, xuống một nửa thôi.
3, 4, 4 and xong rồi. Đó là 7 rep lần nhé. Tôi nghĩ tôi không thể đếm nữa, vì nếu như vậy anh ấy sẽ chỉ được hai danh hiệu Olympia. Chúng tôi đang ở FIBO tại thành phố Columbus. Ở đây rất tuyệt, chúng tôi có cơ hội tập luyện cho Phil. Và lần này có cả anh bạn trẻ Andre. Cậu ấy thế nào? Cảm giác rất tuyệt vời. Tôi có cơ hội được tập luyện cùng với mọi người. Và sau một ngày tập luyện, tôi cũng cảm nhận được cơ bắp của mình đã được phồng lên rất nhiều. Hôm nay cậu đã ở cuộc thi Expo đúng chứ? Đúng vậy, có thể nói đây là một ngày bận rộn nhất từ trước tới giờ của tôi. Yeah, không phải lúc nào cũng có cơ hội tập với người chiến thắng danh hiệu Mr. Olympia 7 lần đúng không? Tôi cũng không nghĩ là mình có cơ hội này. Đây là một bất ngờ mà. Tôi không báo trước với Andre về việc này. Vì ban đầu, dự định là chỉ có tôi và Phil tập luyện cùng nhau. Nhưng vì Andre cũng có mặt ở đây, nên chúng tôi muốn đưa anh ấy vào tập cùng. Đây là một phần của việc tập luyện chuyên nghiệp. Bạn phải đi vòng quanh thế giới, tham gia các giải thể hình và phải luôn giữ quan hệ tốt với fans, vì bạn cũng đại diện cho thương hiệu của chúng tôi, không chỉ cho bản thân hay các nhà tài trợ, góp phần cho thành công của công ty chúng tôi. Dù vậy, sau đó chúng tôi vẫn phải quay lại phòng tập và chuẩn bị mọi thứ để khi bạn đến đây, mọi thứ đều sẵn sàng. Andre thực sự đã chuẩn bị tinh thần để tập chân. Điều này là rất tốt, vì sau khi đứng trên đôi chân của mình 6 đến 8 tiếng, anh ấy vẫn có tinh thần cầu tiến như thế là rất đáng khen ngợi. Chúng tôi vào đây tập các bài tay. Tôi đang không chỉ nói về nâng tạ. Biết rằng rất nhiều người trong số các bạn thích xem chúng tôi tập tạ, nhưng chúng ta đều phải hiểu rằng luôn có giải pháp cho mọi vấn đề. Và Hani đã giúp minh họa những gì chúng tôi tập hôm nay. Tôi rất vui mừng và cảm kích vì có cơ hội được tập luyện hết mình, đúng bài bản và vui vẻ. Giờ chúng tôi sẽ đi ăn và sẽ xem có cơ hội nào để tập lại cùng nhau không. Tôi có thể bắt tay cậu không? Tôi rất cảm ơn hai anh. Đó là vinh dự khi được tập cùng hai người. Không có gì đâu, Hani. Tôi, Andre và Hani Rambo xin kết thúc video tại đây. Kết thúc thôi. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.